có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Bỏ qua mọi sự đàm tiếu về chất lượng phim ảnh của Bollywood, cùng đến với một bộ phim của Mỹ nhưng diễn viên chính là người Ấn Độ, thành viên trong một gia đình đã lên một con thuyền để sang Canada. Nhưng tàu này là tàu Titanic nên chỉ diễn viên chính còn sống. Anh ta lênh đênh trên biển thế nào? Tính mạng giữ được hay đã mất? Phim này có Long Vương hay không? Cùng đến với Recap Sam, Life of Pi. Bộ phim kể về cuộc đời của nhân vật chính Pisin Molitor Patel, hay còn gọi là Pi cho ngắn. Đó là tên một bể bơi ở Paris. Nước hồ ở đây sạch còn hơn cả La Vie. Cha cậu đặt cái tên này vì mong cậu sẽ có một tâm hồn trong vắt. Pi được sinh ra ở Pondicherry, một thành phố nhìn giống Pháp vì trước đó là Pháp thuộc. Đây là một thành phố đẹp và gần biển. Cha của Pi kinh doanh khách sạn và mở một sở thú trong khu vườn bách thú. Mẹ của cậu là một nhà thực vật học trong khu vườn đó. Họ kết hôn và một năm sau, Ravi, tức anh trai Pi, ra đời. Còn cậu thì phải đợi thêm 2 năm nữa sau đó. Cái tên Pi gắn liền với nước Pháp sang xịn mịn của cậu rất đáng yêu, cho đến khi nó là từ đồng âm với Pi. Mọi đứa trẻ con trong trường đều tránh xa Pi và trêu chọc cậu bé nước đái. Thầy giáo cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù ông không cố tình. Điều này buộc Pi phải giải thích tên mình một cách cực kỳ uyên thâm để cho chúng sinh ngừng gán ghép tên cậu với Ammoniac. Cậu làm điều đó trong mọi tiết học, thậm chí là cả tiết thể dục. Từ nhỏ, Pi đã luôn được mẹ kể về các câu chuyện thần thánh của Ấn Độ. Đối với cậu bé mà nói thì họ là những siêu anh hùng và luôn tồn tại để bảo vệ con người bé nhỏ. Nhưng bố cậu thì luôn nói với cậu rằng đó chỉ là những câu chuyện nhảm nhí. Một ngày nọ, Ravi và Pi lên núi nhưng không phải để hái chè mà là trồng những cây trà. Đến ngày thứ ba, hai đứa trẻ bắt đầu chán. Người anh Ravi thách Pi uống nước thánh với 2 rupee. Uống nước thánh của nhà thờ phạm thượng, nhưng 2 rupee là 2 rupee. Một vị tu sĩ trách cam và thấy Pi uống nước thánh liền mang ra cho cậu một cốc nước khoáng. Và như mọi đứa trẻ con hiếu kỳ khác, cậu bé bắt đầu những câu hỏi tại sao. Tên thật của Chúa là gì vậy thưa ngài? Yeshua. Được rồi ngài Ensua, tôi sẽ coi như mình không biết. This is Christ. Ngài là tu sĩ phải không? Ngài có biết cách để liên lạc với Chúa không? Có, số điện thoại của Chúa là 888. Sau một hồi nghe giảng từ người tu sĩ đáng kính, Pi đã mang trong lòng đức tin và luôn coi mình là đứa con của Chúa Trời. Amen. Sau đó, cậu còn tìm hiểu về đạo hồi Allah và cũng cảm nhận được sự linh thiêng của Allah, cảm giác thanh thản và tình anh em. Một tối nọ, gia đình có bữa cơm đầm ấm, người cha của Pi nói về việc cậu bé không thể gia nhập 3 tôn giáo cùng một lúc. Nó giống như việc cậu bé chỉ đang chạy theo những thứ cậu tin, trong khi những thứ cậu cần là chạy theo những thứ đúng đắn. Chỉ trong 100 năm, khoa học đã khai sáng cho con người nhiều thứ hơn là tôn giáo trong 10.000 năm. Ông muốn Pi hãy có đức tin một cách thông minh, đừng mù quáng. Vì chỉ có như vậy, cậu bé mới có thể làm những điều đúng đắn. Và đức tin là một thứ hoài nghi cho đến khi nó được thử thách. Đó là một ngày không khác biệt với bao ngày khác. Pi và Ravi lên phòng đặc biệt, nơi nhân viên cho chú hổ Benga mới của sở thú ăn uống. Pi muốn thấy tận mắt vị chúa tể của rừng xanh đó. Cậu cầm miếng thịt trên tay và đứng sát cửa lồng, chứng kiến con hổ tiến dần đến. Ravi khiếp vía liền chạy mất, còn Pi thì vẫn ngồi đó, tay lằm lằm 2 miếng thịt sống và ai contact với chú hổ hay nàng hổ gì đó không rõ. Con hổ đưa mũi lên, khịt khịt miếng thịt thì bố Pi sộc vào hét lên một tiếng mà 99% là không, khiến con hổ không rõ giới tính quíu hết cả lại và chạy mất. Ông bảo với cậu rằng hổ là thú vật, không phải là bằng hữu. Pi cãi bố, bảo động vật cũng có linh hồn, ABC, x bình cộng 2, xy cộng y bình. Ông bố biết rằng, ngôn từ bất lực, kêu nhân viên trói một con dê vào cửa lồng và gọi con hổ, còn mãnh thú lao tới, xé xác con dê và lôi nó đi trước sự chứng kiến của cậu bé non nớt. Thời gian thấm thoát đung đưa, cậu bé Pi năm nào đã thành thiếu niên và tóc thì vẫn xoăn. Sau bài học ở chuồng hổ, Pi rơi vào tình trạng khủng hoảng hiện sinh. Cho đến một ngày, mớ hormone của cậu nói cho cậu biết rằng cậu sống để làm gì. Hôm đó, cậu chơi trống thay một giáo viên trong một lớp dạy nhảy. Cậu nhìn chăm chăm vào một cô gái, đó là Anandi, ứng cử viên vô địch của So You Think You Can Dance Ấn Độ. Pi làm điều mà mọi đứa trẻ con trai Ấn Độ sẽ làm khi yêu, gửi ảnh đi rình mò con gái nhà người ta. Nhưng trực giác của con gái nhạy hơn điều khiển TV. Anandi chất vấn về hành vi theo dõi của Pi.
Anh trả lời cô bằng sự băn khoăn về điệu nhảy mà Anandi thực hiện. Nó có nhiều ý nghĩa mà Pai không hiểu. Sau đó dẫn cô đi xem sở thú của bố mình. Một nước đi đáng học hỏi. Và lại một bữa tối thân mật nữa diễn ra. Bố Pai nói về việc đóng cửa sở thú. Nếu chính phủ ngừng hỗ trợ, sở thú của gia đình Pai sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Họ cần mang những con thú sang Canada để bán với giá cao. Với số tiền đó, gia đình Pai có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Pai đành từ biệt với Anandi và rời cùng gia đình lên con tàu định mệnh. Nói từ định mệnh là mọi người phần nào đoán được điều gì sẽ xảy ra rồi phải không? Từ hôm đó, gia đình Pai cãi nhau với tên đầu bếp khi hắn nói xúc xích và gan heo là đồ ăn chay. Sau cuộc chiến đó, gia đình họ ăn cơm không. Bố Pai và cậu tiêm thuốc mê cho lũ động vật để cho chúng đỡ say sóng. Cậu cũng tranh thủ làm quả chuối vì menu bữa tối thiếu đạm. 4 ngày lênh đênh trôi qua mà không có gì thú vị. Đêm hôm đó, khi đi qua con kênh Mariana, thời tiết trở nên cực đoan với mưa lớn và gió mạnh. Pai là một chàng trai nhạy cảm. Cậu tò mò khi thấy con thuyền lênh đênh hơn mọi khi. Giữa đêm, cậu một mình phiêu lưu ra boong tàu để tận mắt chứng kiến hơi thở giận dữ của thiên nhiên. Nhưng lòng hiếu kỳ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự hoảng sợ. Cậu chứng kiến nhiều thủy thủ ở mỗi thuyền bị cơn sóng nuốt chửng. Pai tức tốc trở lại phòng để cứu gia đình, nhưng tất cả đã quá muộn. Mọi thứ ngập trong nước. Những con vật của cha cậu cũng thoát ra theo dòng nước chạy toán loạn. Cậu gào thét trong vô vọng với những người đang dùng thuyền con để chạy thoát. Họ đẩy Pai lên một thuyền con khác và bảo cậu đi sớm đi còn kịp. Pai còn đang lưỡng lự thì một chú ngựa vằn nhảy lên thuyền con khiến nó rơi xuống, trôi theo dòng biển chảy xiết. Tàu con của cậu bị sóng đánh như pinball, nhưng Pai vẫn kịp chứng kiến con tàu kia chìm dần vào trong dòng biển đen kịt. Pai cố gắng huýt còi để ai đó còn sống nhận ra và tìm đến cậu, nhưng thứ tìm thấy cậu chính là chú hổ bài học năm nào. Nó trèo lên thuyền con của Pai với sức sống vô cùng mãnh liệt. Pai thấy con hổ sợ quá ma ơi, bé nhảy xuống biển. Nhưng sau đó cậu bé nhận ra con vật họ mèo kia cũng không đáng sợ bằng đại dương sâu thẳm, nên lại bỏ lại lên thuyền, nơi con ngựa vằn của bố cậu cũng đang sợ hãi không kém gì Pai. Pai ở trên tàu nhìn xuống dòng biển đen ngòm, gọi tên người thân trong vô vọng. Cơn bão tan dần, cậu bé lục tìm con hổ nhưng không thấy đâu. Thấy có vẻ an toàn, Pai lấy xô múc nước biển ra khỏi tàu cho đỡ ướt. Bất ngờ một tiếng động lạ, dưới tấm vải tre không phải con hổ mà là một chú linh cẩu. Pai nhanh trí lấy mái chèo để tự vệ trước con thú điên. Tên khốn lông lá sau vài hiệp gặp mái chèo quyết định bỏ cuộc, lui vào dưới tấm vải tre. Đang đói bụng thì con khỉ cưỡi buồng chuối trôi giạt lại gần thuyền Pai. Đó chính là con nước cam mà Pai và bố cậu hay chăm sóc. Gia đình của nước cam cũng đã bị nước biển cuốn đi. Pai và nước cam còn chưa kịp hoen đôi mi thì thằng linh cẩu cuồng cẳng lại phi ra la làng và quấy nhiễu. Thì ra cu cậu bị say sóng. Đến đêm hết say sóng thì lại đói, con chó lông lá lao lên cắn vào đít con ngựa vằn. Trước sự không đồng tình của tất cả các thành viên khác, qua ngày sau trong cơn ngủ gật, Pai bị sặc nước và choàng tỉnh. Cậu nhận ra thuyền cứu hộ thì sẽ có đồ cứu hộ. Bèn mò trong bục dưới vải và thấy lương khô cùng với phao cứu hộ. Pai kết mấy mái chèo gỗ với phao để làm một thuyền phụ nếu lỡ xảy ra điều gì bất chắc. Còn linh cẩu sau khi giết chết ngựa vằn hôm qua, hôm nay lại xông lên tấn công nước cam. Nước cam đấm cho gãy răng khôn, nhưng một con khỉ mấy lứa không thể thắng được con chó giành mà. Nước cam đi theo ngựa vằn. Pai phẫn uất rút dao ra định liều sống chết với con chó một phen thì một tiếng gầm từ trong tấm vải tre, con hổ lao ra và nhai gọn con chó mà không cần cắt đến đĩa. Nó đánh bay mái chèo của cậu bé nhưng không ăn thịt cậu. Pai vội nhảy xuống biển và bơi ra chiếc thuyền tự chế ban nãy. Một lúc sau, khi đánh hơi được mọi thứ có vẻ ổn ổn, Pai đảo lại khu vực thuyền cứu hộ để lấy lương khô và nước uống. Con hổ sau khi nghe thấy tiếng chai lọ leng keng, gầm lên dọa cho Pai không nuốt kịp lương khô, nhưng tấm vải tre lại một lần nữa cứu cậu bé. Còn mãnh thú tìm mọi cách để leo lên chỗ Pai và gầm gừ khiến một con chuột ngừng gặm nhấm. Chàng trai thiếu niên cầm chú chuột ném thẳng vào mồm con mèo bự, biết rằng chút ít dịch hạch chẳng thể lấp đầy cái dạ dày của hổ. Cậu bé lại chuyển hộ khẩu sang cái thuyền tự chế. Quả đúng là như vậy, con hổ dướn ra chỗ Pai và vả hai cái vào không khí tương đương 100 newton. Amen. Đêm hôm khuya khoắt, vì đói quá, vị chúa sơn lâm liếm tạm chú ngựa vằn hơi thiu kia, rồi nhìn Pai với ánh mắt kiểu mày không chạy được mãi đâu. Ngày ngày tháng tháng như là mây trôi, cậu bé Pai viết giấy cứu hộ và cho vào lọ. Đây là cu của tôi, nếu xem mà thích thì hãy đến cứu, tôi sẽ giúp nông sản của bạn xanh tốt. À, suýt quên, tôi có thêm một con hổ nữa. Pai nhận ra mình cần thiết lập một cuộc sống nguyên tắc thay vì ngày qua ngày nằm chờ chết. Và quan trọng hơn hết là phải thuần phục được con hổ Benga. Một hôm biển động dữ dội, Pai sử dụng dây thừng để thuyền thêm phần lênh đênh. Khi con mãnh thú đang có dấu hiệu nôn mửa, chàng trai trèo lên thuyền cứu hộ, đái một bãi để phân chia lãnh thổ. Con hổ đang chuếnh quá, chả biết làm gì nên đành chấp nhận chia đôi giang sơn với thằng còi cọc châu Phi. Tôi vừa nói châu Phi à? Có cứt ý. Này thì chia, để không chết khát trước khi thuần hóa được con hổ. Pai thu thập nước ngọt bằng cách ra sơ gờ cây. Pai thu thập nước ngọt bằng cách dùng xô hứng mưa. Tuy không ưa gì con vật vừa đái vào mặt mình, nhưng cậu vẫn mang nước cho nó. Hồi ở sở thú, hổ tiêu thụ 5 cân thịt mỗi ngày. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, nó sẽ nhảy xuống biển, bơi chó và sơi tái thằng còi cọc Ấn Độ. Vì vậy, Pai cần phải học cách câu cá để cung cấp buffet hải sản đều đặn cho Boss Tiger.
Má, đang hình dung mà con hổ nó làm thật ạ. May mà Pai nhanh trí leo lên tàu cứu hộ trước để cho con hổ dưới biển tha hồ mà vùng vẫy. Sau khi trừng phạt tên chúa sơn lâm cả ngày bơi chó, cuối ngày Pai cũng thả thang xuống cho nó leo lên thuyền, bỏ công câu cá. Cá không cắn, vô tình vung lưới có cá ăn. Cậu tóm được một con cá biển to vơ và phải tốn một hồi lâu vật lộn trước khi dùng rìu bổ nó. Nước mắt rơi sau khi sát sinh. Pai cảm ơn chúa vì món quà người ban cho, rồi ship ngay con cá cho con hổ đang đói meo sau một ngày bơi lội. Đêm hôm đó, mặt biển toàn là châm sứa, mọi thứ huyền ảo và lung linh. Pai đang tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên. Thì má ơi, một con cá voi ngoi lên thở rồi lặn xuống văng hết cả thuyền cả bè. Đồ ăn thức uống của cậu bé Ấn Độ cũng trôi theo dòng nước mà đi mất. Cơn đói sẽ thay đổi con người bạn, thay đổi rất nhiều, thật đấy. Và một lần nữa, phép màu của Chúa đã mang đến cho anh bạn nhỏ và anh bạn lông một cơ hội sống sót. Những con cá chim bay toán loạn và việc cần làm chỉ là há mồm ra là có ăn. Con hổ gầm gừ, đòi chiếm đống cá trên trời rơi xuống làm của riêng. Nhưng Pai đói, Pai cương quyết bảo, mặn không! Của tao. Cậu gào thét cầm gậy khua lên loạn xạ và chiếm được con cá to nhất. Nhâm dần đành ngậm ngùi ăn những con cá bé tí. Đêm hôm đó, Pai sau khi ăn sushi cá bảy màu, bỗng thông suốt rằng cậu và con hổ kia cần phải học cách sống hòa bình với nhau. Thật không hổ danh là hậu duệ của chủ sở thú. Cậu khuất phục được con hổ và dạy nó cách nghe lời. Mỗi lần nghe lời, thưởng một miếng thịt. Hai sinh vật mồ côi trải qua những ngày dãi nắng dầm mưa và coi nhau như động lực để sống tiếp. Ngày qua ngày, Pai đã dùng hết đống pháo sáng nhưng không thấy bóng dáng ai đến ứng cứu. Một đêm nọ, Tiger bỗng hóa thi sĩ, ngồi và nhìn xa xăm. Đó là sự hoài niệm, những mảng ký ức của hai sinh vật đang cô độc tâm lý dần đi vào ngõ cụt. Và một ngày mưa gió bão bùng giống như mà hôm mà cả nhà Pai chết lặp lại. Pai nhìn thấy mắt bão tuyệt đẹp và gào lên cầu xin sự vị tha của Chúa Trời. Cậu muốn con hổ cũng chứng kiến sự kỳ vĩ này của tự nhiên. Con hổ còn đang vùng vẫy trong vũng nước mà cu Pai cứ gào lên lấy được. Đấy, hậu quả của tiến hóa đấy. Cậu bé Ấn Độ nhỏ bé chui xuống tấm vải tre, nằm đợi cơn giận dữ của tự nhiên trôi qua. Cơn bão tan, con thuyền tự chế thì trôi mất, chỉ còn lại Pai và con hổ trên chiếc thuyền cứu hộ. Đói và khát khiến cơ thể của cả hai không còn sức lực. Cậu ôm con hổ vào lòng vì biết rằng cả hai không còn nhiều thời gian. Và lần thứ ba, Pai và hổ được Chúa cứu giúp. Cậu bé mở mắt ra và thấy con thuyền cập bến một hòn đảo nhiều thực vật. Pai quá đói, bới cây cỏ, khoai gì đó cho vào mồm ngấu nghiến. Khi bụng no, cậu khám phá vào sâu bên trong và phát hiện ra đám chồn hay chạy deadline. Sâu bên trong là một cái hồ nước ngọt thơm mát và trong vắt. Đằng xa, chú hổ cũng đang đánh chén bữa tiệc bắp phép chồn ngon lành. Mặt trời lặn dần, Pai mắc võng ngủ trên cây. Nhưng hòn đảo nhanh chóng tự chứng minh nó không phải là nơi để cắm trại. Ban đêm, vũng nước ngọt ban nãy trở thành axit, phân hủy tất cả những gì bên trong. Cả hòn đảo như thay đổi hoàn toàn so với ban ngày. Pai phát hiện ra rằng một chiếc răng trong một cái nụ và nhận ra mình phải rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ chết dần chết mòn. Sáng hôm sau, Pai gọi chú hổ cùng một vài thực phẩm trên đảo lên thuyền và rời đi. Nơi cuối cùng họ đặt chân đến là một bờ biển ở Mexico. Pai kiệt sức nằm dài trên bãi cát, cơ thể nhưng đang gần Chúa Trời hơn bao giờ hết. Con hổ nhảy qua cậu bé, đi những bước nặng nề đến trước bìa rừng rồi dừng lại. Đó là lần cuối Pai nhìn thấy người bạn dữ dằn của mình. Một mối quan hệ cộng sinh đã kết thúc. Một lúc sau, một đám người đến cứu Pai. Cậu bé òa khóc vì không tin rằng mình còn sống, và phần vì con hổ của cậu đã rời bỏ cậu, không một lời từ biệt. Một câu chuyện thật khó tin phải không? Và hai thanh tra đến từ Hàn Quốc cũng cảm thấy vậy. Họ muốn tôi kể một câu chuyện khác. Trên thuyền không phải là những con vật, mà là bốn người còn sống tính cả Pai. Một tên đầu bếp nhưng tháo vát, con linh cầu. Một tên thủy thủ, con ngựa vằn. Mẹ của Pai, con đười ươi. Và Pai là con hổ. Không ai biết câu chuyện nào mới là sự thật và nguyên nhân đắm tàu là gì. Chỉ biết rằng nó đều có một kết quả chung là Pai đau khổ. Pai mồ côi nhưng Pai vẫn sống sót. Điều tiếc nuối duy nhất trong lòng Pai là giá như trước khi biến mất vào khu rừng đó, con hổ quay lại và nhìn cậu một cái. Tôi là Châu Ệ Linh, còn bây giờ thì see ya.